Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt đang hoành hành khắp Trung Quốc đại lục gần đây, tương Tây Hồ Nam đã phải hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Gần 100.000 người bị ảnh hưởng và hơn 10.000 người đã buộc phải rời khỏi nhà đến nơi tránh trú an toàn. Trong lũ lụt, một chiếc ô tô đã bị cuốn trôi xuống sông và một cặp vợ chồng đã được cứu sống. Do lượng mưa lớn, thị trấn Nam Trùng ở Tứ Xuyên đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 8 giờ sáng ngày 23 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 24 tháng 8, 6 con sông vừa và nhỏ bao gồm sông Thanh Trường, một nhánh của sông Ngô Giang ở Quý Châu, sông Thông Chê, một nhánh của sông Xích Thủy ở Quý Châu, Vân Nam, Lạch Bạch Thủy và sông Hắc Thủy Đàn, một nhánh của sông Gia Linh ở Trùng Khánh, mực nước dâng cao. Theo một báo cáo khác, từ 8 giờ ngày 24 tháng 8 đến sáng ngày 25 tháng 8, do mưa lớn nên nước sông Gia Lăng, sông Hàn thuộc lưu vực sông Dương Tử, các dòng chính của thượng lưu vực sông Hoàng Hà và sông Thao, sông Quê, sông Nghi Lạc, các dòng chính thượng lưu của lưu vực sông Hoài, sông Sa Anh và sông Hồng Kông, các dòng chính và phụ lưu sông Ru sẽ bị lũ lụt, một số sông vừa và nhỏ nằm trong khu vực mưa bão có thể vượt quá mức cảnh báo. Ngày 25 tháng 8, một trận lũ lụt khác bùng phát ở Tam Môn Hạ, Hà Nam. Lũ tràn qua đường và tràn vào các làng mạc thị trấn, một cặp vợ chồng vô tình lái xe bị cuốn trôi xuống sông sau cơn mưa và bị mắc kẹt trên nóc ô tô. Được biết, ngày hôm đó họ đã đính hôn, chàng trai lái xe để đón cô gái đi trang điểm đính hôn. Chàng trai lái xe để đón cô gái đi trang điểm đính hôn, khi lái xe băng qua dòng nước thì bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu và mắc kẹt trên nóc xe, cả hai được cứu lên bờ an toàn. Thưa quý vị, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, tỉnh Tương Tây Hồ Nam đã phải hứng chịu lũ lụt do mưa lớn trong những ngày gần đây. Tính đến 19 giờ ngày 24 tháng 8, 95.399 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 4.256 người phải di rời khẩn cấp và 10.095 người đã được chuyển đi nơi khác để tránh trú khẩn cấp. Hơn 100 hecta ruộng lúa của địa phương ven sông cơ bản đã bị ngập. Cư dân địa phương cho biết họ đã sống ở thị trấn nhỏ này hơn 20 năm và chưa bao giờ chứng kiến trận lụt lớn như vậy. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không đề cập đến con số thương vong do lũ lụt gây ra. Theo một báo cáo khác, từ 20 giờ ngày 24 tháng 8 đến 14 giờ ngày 25 tháng 8, lượng mưa hàng ngày ở quận Bảo Kính phía Tây Hồ Nam đạt 314,5 mm, vượt qua giá trị cực đoan lịch sử kể từ khi có dữ liệu khí tượng vào năm 1961. Đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào ngày 24 tháng 8, một trận mưa xối xả đã xảy ra ở Tương Tây Hồ Nam, nhà cửa bị ngập lụt, đường xá trở thành dòng sông chảy xiết. Một số người dân bị cuốn trôi và một số lượng lớn ô tô cũng bị cuốn trôi. Theo các báo cáo truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 22 giờ ngày 23 tháng 8 đến 10 giờ ngày 24 tháng 8, ở Nam Sung đã xảy ra một trận mưa bão khu vực. Lượng mưa lớn nhất xảy ra ở thị trấn Sigui, quận Cao Bình, thành phố Nam Sung, với mức tối đa là 197,4 mm. Lượng mưa hàng giờ lớn nhất là 65,7 mm ở thị trấn Long Linh, quận Gia Linh. Lượng mưa khiến mực nước sông dâng cao, trong đó mực nước tại ga Lạc Tây Hà, Mã Gia ở quận Cao Bình có thể chênh lệch từ 3,5 đến 4,5 m, vượt mực nước cảnh báo khoảng 1 m. Một đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào ngày 24 tháng 8, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đã trải qua một trận mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước sông dâng cao và gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng trong thị trấn. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào giờ cao điểm buổi tối ngày thứ Tư tuần trước, khu vực trung tâm thành phố Thượng Hải đã hứng chịu một trận mưa lớn. Trụ sở kiểm soát lũ lụt thành phố Thượng Hải đã ban hành cảnh báo màu vàng cho mưa bão, cảnh báo màu vàng cho dông bão, cảnh báo màu xanh cho gió mạnh và cảnh báo màu vàng cho dông bão. Phố Đông, Tùng Giang và các quận khác đã phát tín hiệu cảnh báo màu cam cho mưa bão. Theo báo cáo, từ 12 giờ đến 19 giờ ngày thứ Tư, phố Tân Hồng ở Minh Hàng có lượng mưa lớn nhất là 178,7 mm và lượng mưa lớn nhất trong một giờ xảy ra ở phố Đường Định Hải ở trung tâm thành phố là 125,4 mm. Một video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, trung tâm triển lãm và hội nghị Thượng Hải ngập trong hơn một biển nước và triển lãm truyện tranh quy mô lớn Bilibili đang được tổ chức vào thời điểm đó.
cư dân mạng ở Thượng Hải đã chia sẻ kinh nghiệm lái xe trong nước. Chiều ngày 25 tháng 8, ngoài biển bất ngờ có mưa lớn, nhiều đoạn đường bị ngập. Tôi chạy vội mấy đoạn nước ngập sâu suốt quãng đường về nhà. Về đến nhà tôi như chết lặng, biển số xe phía trước không còn nữa. Đã lâu lắm rồi, không biết trên mạng có mất tích trang web biển số bằng lái không. Tôi quay lại bảo mật cộng đồng và nói rằng tôi là người thứ ba bị mất biển số trong ngày hôm nay. Nhiều nơi ở Thượng Hải bị ngập lụt, lái xe như chèo thuyền. Máy ghi âm ô tô cho thấy việc lái ô tô giống như chèo thuyền. Nhiều khu vực của khu đô thị bị ngập lụt và đường phố biến thành sông. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đối mặt với siêu bão Doksuri. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với siêu bão Doksuri lên cấp 1, cấp cao nhất sau khi Doksuri mạnh lên thành siêu bão. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Doksuri có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến kể từ năm 2017 và là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến khu vực phía đông tỉnh Quảng Đông trong gần một thập kỷ. Dự kiến bão đổ bộ trong sáng ngày 25 tháng 8 đi sâu vào đất liền và di chuyển về phía Bắc, ảnh hưởng lớn nhất đến các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tây, An Huy, Sơn Đông, Hà Bắc, Thiên Tân và thủ đô Bắc Kinh. Cơ quan khí tượng hối thúc chính quyền địa phương tại các tỉnh như Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang và Giang Tây nâng mức ứng phó khẩn cấp dựa trên tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn người dân nhằm tránh thiên tai và giảm rủi ro. Đài Loan, Phúc Kiến và Chiết Giang đã hứng chịu mưa xối xả từ sáng ngày 24 tháng 8, trong đó lượng mưa ở Đài Loan có thể đạt 250-400mm ở một số khu vực. Để chuẩn bị, khu vực phía Nam Đài Loan từ hôm 24 tháng 8 đã đóng cửa các doanh nghiệp và trường học. Hơn 100 chuyến bay trong và ngoài hòn đảo cùng tuyến phà bị hủy hoặc hoãn, trong khi tuyến đường sắt nối phía Nam và phía Đông Đài Loan ngừng hoạt động. Gần 6.000 người đã được sơ tán, chủ yếu là dân cư ở vùng núi phía Nam Đài Loan. Cùng ngày, cơn bão đã làm 49.000 hộ dân ở đây tạm thời mất điện. Trong khi đó, khoảng 20 chuyến tàu cao tốc giữa đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc và Trung Quốc đại lục đã bị đình chỉ trong ngày hôm nay và ngày mai. Tỉnh Quảng Đông cũng đình chỉ hoặc điều chỉnh hoạt động đường sắt từ ngày thứ Tư đến ngày hôm nay. Trong khi các nhà ga gấp rút chuẩn bị bao cát, máy bơm nước để chống lũ, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng đưa ra khuyến cáo đình chỉ các hoạt động tụ tập trong và ngoài trời, các hoạt động nguy hiểm ngoài trời, đồng thời khuyến nghị khẩn trương sơ tán người dân đang sống tại những ngôi nhà không kiên cố. Siêu bão Doksuri bắt đầu đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía đông nam Trung Quốc vào sáng ngày 24 tháng 8, khiến hàng chục người bị thương và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Siêu bão Doksuri đã đổ bộ vào thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến lúc 9 giờ 55 phút sáng với sức gió lên tới 180 km/h. Siêu bão Doksuri là bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay. Đây là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến trong nhiều năm qua sau cơn bão Meranti từng khiến ít nhất 11 người thiệt mạng vào năm 2016. Tỉnh Phúc Kiến đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất, các chuyến bay và chuyến phà cũng bị đình chỉ. Dịch vụ đường sắt ở Hạ Môn, Trương Châu và Tuyền Châu cũng bị tạm dừng. Theo các video trên mạng xã hội Trung Quốc, những cơn gió mạnh đã làm bật gốc cây cối và lật đổ mái nhà ở một số thành phố. Vào buổi sáng, Hạ Môn đã hứng chịu trận mưa lớn, gió giật mạnh, một cư dân Hạ Môn viết trên mạng. China News Service đưa tin, cơn bão đã buộc các doanh nghiệp, nhà máy, trường học và các điểm du lịch phải đóng cửa, đồng thời khiến 416.800 người trong tỉnh Phúc Kiến phải sơ tán. Cơ quan kiểm soát lũ lụt thành phố Tuyền Châu cho biết 114 người đã bị thương trong cơn bão vào lúc 13 giờ 30 phút và hơn 500.000 hộ gia đình bị cắt điện. Chính quyền đã nhận được 1.132 cuộc gọi khẩn cấp và cử 287 đội đã được cử đi sửa chữa cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cư dân bị mắc kẹt do sạt lở đất và lũ lụt. Các tàu chở khách và tàu đánh cá cũng đã được triệu hồi về cảng ở một số vùng ven biển tỉnh Chiết Giang. Cho đến nay, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở Trung Quốc, nhưng siêu bão Doksuri đã khiến ít nhất 26 người ở Philippines thiệt mạng sau khi một chiếc phà quá tải bị lật trong gió lớn hôm 23 tháng 8. Ngoài ra, có ít nhất 13 người khác thiệt mạng do tác động của cơn bão ở Philippines. Bão Doksuri dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc sau khi đổ bộ và suy yếu dần, kéo theo mưa lớn tại 10 tỉnh dọc bờ biển phía đông của Trung Quốc trong vài ngày tới. Lượng mưa ở Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Nam và những nơi khác rất lớn và nguy cơ xảy ra thảm họa là rất cao. Người dân cần chú ý hơn, cảnh giác và tránh xa những khu vực nguy hiểm. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, bão Doksuri dự kiến sẽ vào tỉnh Giang Tây vào sáng thứ Bảy. Trước khi cơn bão này đổ bộ, bão nhiệt đới Kanu đã mạnh lên và được dự báo sẽ đạt cường độ bão vào cuối tuần này. Tân Hoa Xã, Trùng Khánh hôm nay đưa tin, kể từ ngày 24 tháng 8, khu vực phía Tây Trùng Khánh có mưa lớn, 12 con sông có lũ trên mức cảnh báo.
hôm nay mưa lớn tiếp tục ở một số khu vực của Trùng Khánh và Ngọc Bắc, Bá Nam, Sa Bình Bá và những nơi khác tiếp tục đưa ra thông tin cảnh báo mưa lớn. Trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh vào ngày 24 tháng 8 cho rằng từ 8 giờ ngày 23 tháng 8 đến 8 giờ ngày 24 tháng 8, phía Tây Trùng Khánh có mưa lớn và mưa lớn cục bộ. Có mưa lớn ở 13 quận và huyện bao gồm Sa Bình Bá, Cửu Long Pha và Bắc Bộ ở Trùng Khánh và mưa lớn xảy ra ở quận Đại Tổ. Lượng mưa hàng ngày lớn nhất xảy ra ở làng Hữu Phương, thị trấn Thiết Sơn, Đại Túc là 256,0mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, 12 con sông như sông Quỳnh Giang, sông Phu Sinh, sông Đường Bá, sông Tây Bá ở quận Tống Nam, sông Hoài Nguyên, sông Tiểu An ở quận Thông Lương, sông Bình Đàm, sông Vĩnh Tây, sông Cao Thắng ở quận Đại Sư, sông Mai Sơn ở quận Bích Sơn, trong đó có sông Bình Nam ở quận Giang Tân vượt mức báo động. Tính đến 8 giờ sáng ngày 24 tháng 8, tình hình các sông nói trên vượt mức cảnh báo an toàn. 46 con sông vừa và nhỏ, bao gồm sông Hồ Long và sông Long Đại ở quận Tống Nam bị ngập 1-7m, mực nước cao nhất không vượt quá mực nước cảnh báo. Vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 8, mực nước tại trạm Cù Tan trên sông Dương Tử đạt 167,97m và nước đang dâng lên. Mực nước tại trạm Bắc Bộ trên sông Gia Lăng đạt 182,93m và nước đang dâng cao. Theo ước tính, từ 8 giờ ngày 24 tháng 8 đến 8 giờ ngày 25 tháng 8, các con sông vừa và nhỏ ở phía Tây Trùng Khánh có thể xảy ra lũ ở các mức độ khác nhau. Một số sông có thể vượt mức nước cảnh báo, một số sông có thể vượt qua mực nước đảm bảo. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây.